Rồi sao anh em hôm nay về rất nhiều nhông xích này, đấy, rất nhiều cỡ nhông khác nhau để cho anh em mà lựa chọn này. Đó, đây bắt đầu đang dỡ hàng ra, sáng nay thì hàng về công. Đây, rất nhiều những mã khác nhau. 3 năm này, nhông 3 năm này, những cái nhông lớn hơn đây. Đó. Nhông lớn, nhông bé đều có hết này. Rồi thì bên này nó sẽ có cả xích đây anh em nhé. Nếu như em đang cần hỗ trợ báo giá thì các anh em có thể liên hệ ngay hotline Đại Kinh Bắc hoặc là truy cập website đạikinhbắc.com để nhận được báo giá, cũng như là đang có chương trình ưu đãi bảng giá cho tháng 7 và tháng 8 năm nay. Đó, thì anh em cần liên hệ ngay hotline Đại Kinh Bắc nhé. Đây, rất nhiều những cái mã xích về, xích 40 này, xích 60 này. Những cái mã xích lớn hơn thì đang về rất nhiều, xích 80 cũng có. Đó, nếu anh em quan tâm thì liên hệ ngay hotline Đại Kinh Bắc để có thể là nhận được báo giá cũng như là catalog bản vẽ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.